Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái máy cắt cỏ nha. Cái máy cắt cỏ này nó đến từ thương hiệu của Maruyama và nó có tên là MBC265 nha các bạn. Cây MBC265 này nó có cái nòng là 34 ly nha các bạn. Và dung tích xi lanh nó là 26cc. Với tầm làm vườn của mình rất là vừa tay các bạn. Vừa khỏe ha, vừa nhẹ nhàng và vừa tiết kiệm xăng ha. Nó dòng máy này nắp xăng kính nha các bạn. Nắp xăng kính. Ở đây nó có cảnh báo mình khi châm nhiên liệu vào máy gồm có xăng cộng với nhớt nha các bạn. Xăng cộng với nhớt. Tỷ lệ khoảng 50cc nhớt 2 thì ha, trên 1 lít xăng. Với tỷ lệ này thì nó là tỷ lệ trung bình các bạn. Nếu các bạn thấy cái máy mình ra khói ít thì các bạn có thể tăng nhớt lên ha. Còn thấy cái máy mình ra khói nhiều thì mình giảm nhớt xuống. Tỷ lệ đó là tỷ lệ trung bình ha. 60cc cũng tốt nha các bạn. Thậm chí có người xài tới 80cc nhé trên lít. Xài cái đó là cái máy nó hơi dơ một tí nhưng mà sơ mi bê tông nó rất là bền các bạn. Còn các bạn xài tiết kiệm nhớt quá, ít nhớt quá thì cái máy mình nó mau hư lắm các bạn. Nó mang một cái chụp giật trợ lực nha các bạn. Trợ lực giật nhẹ bông luôn. Cái máy này nó thiết kế rất là thích hợp cho giới phụ nữ và người lớn tuổi nha. Nội cái khởi động của nó là các bạn thấy ghiền liền ha. Các bạn đụng nó là nó nổ rồi. Các bạn đụng nó là nó nổ rồi nha. Nhẹ tính luôn. Rất là nhẹ, em bé giật cũng nổ nữa các bạn. Nó mang một cái chế quạt khí hai kim nha các bạn. Rất là ok luôn, rất là chuẩn. Made in Japan nó đóng trong lốc nha các bạn. Ở trong lốc này nó có made in Japan ha. Bạn về các bạn quan sát thấy liền. Made in Japan. Ở đây nó có cái lỗ thông hơi đây các bạn. Đây, lỗ này lỗ thông hơi của nó nha. Nó các dây công tắc của nó nè, dây gà ba tép của nó ha, có socket công tắc rất là chuẩn luôn. Các bạn quan sát xem máy rộng rất là đẹp luôn, đẹp xuất sắc luôn. Các bạn quan sát cái nòng nó là trắng tươi luôn ha, rất là trắng luôn đấy, các bạn thấy không, nó trắng tinh luôn, rất là đẹp. Màu lửa nó này rất là đẹp luôn ha, rất là sáng đẹp luôn. Đây, Maru nó viết theo âm tiếng Nhật ha, cái mẫu tự Nhật ấy. Rất là đẹp. Này tay nắm ha. Cầm nó nè, ốc dàn ché luôn, rất là đẹp. Máy mới tinh luôn các bạn. Tay nắm phía trái ha. Tay nắm phía phải có tích hợp công tắc đây ha, tay ga đây ha. Zin hết các bạn, rất là nhẹ luôn. Nhẹ tưng luôn ha. Rất là trơn nhẹ luôn. Maruyama. Chẳng cỏ của nó nè. Đang có màu đỏ rất là đẹp ha. Cùm cùi của nó, cùi thơm của nó có chống dính cỏ ha, có chống mày mòn nữa các bạn này ha. Ở đây nó có cái lỗ chốt ở đây các bạn đưa vào cây ba ly vào đây ha, giống như cái lục giác ba ly vậy. Các bạn đưa vào đây các bạn sẽ chốt được cái dao nó đứng lại một chỗ cho mình dễ tháo ráp ha. Còn trường hợp nó xoay thì các bạn cần chốt. Còn cái chuyện mà nó nếu mà các bạn để vô các bạn nắm cái dao lại cứng mà các bạn dặn ra thì khỏi cần phải chốt ha, ít có khi trường hợp nào phải chốt lắm các bạn. Rất là đẹp ha. 34 ly nha các bạn, 34 ly 26cc. Rồi, để mình nổ thử cho các bạn xem ha, giật giống như chơi vậy các bạn, giật ha. Trợ lực mà lại xả áp nữa cho nên cái giật nó rất là nhẹ nhàng các bạn. Rồi, để mình lên ga lớn cho nó nhanh nha. Đề ba mạnh ghê ha. Rồi.
cái dòng này nó đóng rất là nhiều tên các bạn, nó màu đỏ này nó đóng gì chứ nó nếu mà nó màu xanh nó là nó đóng 267, 268 các bạn, cũng là nó ha, rất là êm ha. Rồi mình tắt nha các bạn. Rồi cái video mình giới thiệu cây Maruyama MBC 265 đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn với các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.